Đang xin chào bạn. Sau này đang xin giới thiệu các bạn máy Isabel Mark 9000. Máy quay tay trái các bạn nhé. Review máy đây. Máy các bạn đây là tên máy. Mark 9000. 8 cộng 1 vòng bi các bạn nhé. Tay quay được mạ vàng rất đẹp các bạn. Tỷ lệ của máy là 6.3.1. Cước 0.26 mm là chứa được 110 m. Cước 2.85 là cước chứa được 180 m. Cước 3 chấm tương đương với 3.5 nữa là 140 m. Margin China sản xuất các bạn nhé. Tay quay rất nhẹ. Quay rất nhẹ. Bạn này dưới đây có nút tháo đây các bạn. Bấm nút này bạn bạn xuống. Bạn sẽ tháo được lô và vệ sinh nhanh được. Bảo dưỡng rất nhanh. Đấy, bạn tháo được lô luôn. Rồi các bạn lắp vào. Rồi thì nó cũng đúng theo cái cỡ của nó là vào thôi. Rất nhẹ. Bạn tăng chỉnh cước đây các bạn. Tăng chỉnh tốc độ của lô đấy, độ nhào cước đấy. Xả như kiểu xả máy đứng là bạn chỉnh ở cái núm đầu máy đây các bạn, chỉnh ở ngay tay quay. Trọng lượng của máy đây các bạn, cân cho bạn trọng lượng của máy. Trọng lượng của máy là 780 g, 700 à 7 78 g. Rất nhẹ. Chưa được một lạng. Chưa được 100 g, được một lạng. Rồi. Đấy, vừa rồi Hải đang phát sinh để giới thiệu các bạn máy Isabel Mark 9000. Hà Lan Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing.